Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em đang có mặt tại vườn mai của bạn Lê Phong ở Chợ Lách Bến Tre cô chú anh chị nha. Chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một clip đủ loại giống mai, đủ kết cả cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn ạ. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú mình đã luôn theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn mai bạn Lê Phong qua những clip trước ạ. Em xin phép được clip chia sẻ luôn cô chú anh chị ha. Xin chào bạn Phong ơi. Dạ chào anh chị nha, hôm nay em giao lưu anh chị một lô giảo cánh tròn anh chị. Được mười mấy cây anh chị. Cây số 1, ủa lộn cây 37. 37 anh chị. Có số 37 giảo cánh tròn. Cây này cũng được 6 7 tháng, 7 8 tháng. À, có củ đế luôn. Hàng này bán là bao ship bỏ chậu anh chị. Rễ nó sắn sắn như ốc. Vậy. Heo chín hoành, cũ là 55, cao là 90, ngang 75. Rồi, cây này chỉ 1 triệu đồng bao ship. Dạ. Giảo cánh tròn nha cô chú anh chị, cái phôi không mà cốt cành đều luôn hả với cô chú. Mã số 38. Cũng là giảo cánh tròn. Cây này chật đít bự, chật đít bá luôn. Là 33. Vậy này 50. Củ nở nha quý cô chú anh chị ha. Cao là 1 m, ngang là 80. Mấy cái bo già đang ôm nụ luôn á cô chú. Có mặt bông luôn nha anh chị đây. Cực kỳ đẹp nha chị. Hồi nở mấy ngày. Rồi cái giảo cánh tròn mã số 38 nè. 1 triệu 3 bao ship bỏ chậu. Mã số 39. 39 cũng là giảo cánh tròn anh chị. Mình ghép với phôi mai vàng thân lát tượng cho các anh chị ha. Đế có đế luôn hả cô chú. Người bé hu hồi dị vốn. Hoành 27. Cục đế là 60. Cao 90. Ngang 70. Mấy cái bo già ăn âm nụ luôn cô chú chị ha. Dạ. Rồi. Cây này cũng là giá là 1 triệu đồng bao ship. 39 nha cô chú. Mã số 40. 40 cũng là giảo cánh tròn anh chị. Dạ, tiếp với phôi mai vàng thân lắc mà đế đều. À, về lấy bo rất là nhiều anh chị. Mình 21. Cao 90, ngang 90, có mặt bông luôn. Rồi cây này 1 triệu 2 nha anh chị. Mã số là 40. Dạ 1.200.000. 41. Cũng là giảo cánh tròn hả chị? Cây nào cũng có đế cũ trơn hết cô chú anh chị. Hoành là 26. Cao 80, ngang 80. Rồi cái giảo cánh tròn mã số 41 hả chị? Rồi 1 triệu đồng bao ship. Dạ. Bao ship là bỏ chậu anh chị, đóng khung gỗ anh chị. Mã số 42. Cây lùn lụt nha cô chú anh chị. Nguyên một lô giảo cánh tròn không anh chị? Cái mấy cây này là về mình thấy mặt bông rồi cái trơn á cô chú. Lúc ngủ quá trời luôn nha. Mình là 31. Cao 80 ngay 80. Rồi cây này 1 triệu 2 nha chị. Mã số là 41 nha. À, xin lỗi 42 nha cô chú. 42 giảo cánh tròn. Mã số 43. Cũng là giảo cánh tròn anh chị. Cây này thật bắt 3D nha. Thả tàn tự nhiên mà tàn mập không mà cô chú anh chị. Bao ghép mập mập bự bự không luôn ha. Cây này về đá mấy trăm bò anh chị. Cao 79. Ngang 95. Mình hơn 24. Củ đế là 40. Rồi chỉ 1 triệu đồng anh chị, mã số 43. Mã số 44. Giảo cánh tròn luôn anh chị. Dạ, cái này thả tàn luôn á cô chú anh chị ha. Về lấy bo được nhiều mình cho bông luôn á cô chú. Quá trời nút nụ mà bo mập mập không mà cô chú anh chị. Cây này có củ đế luôn à. Dạ.
Hoành 25, cũ 40, cao là 90, ngang 1m. Rồi 1 triệu đồng, mã số 44. Đúng là giáo cánh toàn. Mã số 45. Đúng là giáo cánh toàn anh chị. Cái lùng lực hay cô chú anh chị. Cao 1m, ngang 80, hoành 25, đế 50. Rồi cái 45 giáo cánh toàn anh chị. Cũng là 1 triệu đồng bao ship. Mã số 46. Cũng là giáo cánh toàn luôn nha chị. Cây đóng mười mấy bò. Ghép 7 tấm háng anh chị. Cái cò lắm. Rất căng cơ luôn. 26. Cao là 94. Nghe là 80. Rồi cái giáo cánh toàn mã số 46 này giao luôn chị là 1 triệu 2 nha chị. Trong bao ship bỏ chậu nha. Rồi xuống cây. Mã số 47 nha cô chú anh chị. 7 là siêu bông Sài Gòn anh chị. Phơm lùng lực chỉ cành đều. Giáp giáp phơi mai dán trực luôn với cô chú anh chị có củ đế luôn à. Hoành 21. Cao 80. Ngang 90. Rồi cái 47 siêu bông Sài Gòn này giao luôn chị là 800 nghìn. Mã số 48. Không có đâu. Bán được hả? Vô. Cái này có củ đế đâu cô chú anh chị ha. 48 anh chị. Cao 85, ngang 80. Cái củ chà bá luôn chị. Hoành 23. Cái củ là 32. Rồi 800 nghìn. Mã số là 48 siêu bông Sài Gòn. Dạ. Mã số 49. Chính là siêu bông Sài Gòn luôn nha chị. Cây này ghép mấy chục bo. Thả tàn luôn quý cô chú anh chị ha. Hoành 21, đế nở anh chị. Cao 1m, ngang 90. Rồi cái siêu bông này giá 800 ngàn anh chị. Dạ, 49. Mã số 50. Một cây giáo cánh tròn nữa nha anh chị. Cái này lùng lực của chú anh chị thân lắc lượng luôn nha. Cây này có đế luôn á cô chú anh chị. Hoành 28. Cao 64, ngang 60. Rồi 1 triệu 200 ngàn cho cái giáo cánh tròn mã số 50 nha anh chị. Mã số 51. Cũng là giáo cánh toàn luôn nha chị. Này nó lắc lượng luôn đó chú anh chị ha. Có củ đế nở luôn à. Hoành thân là 28. Cao 80, ngang 80. Rồi 1 triệu đồng mã số 51 nha chị. Giáo cánh. Mã số 52. Cũng là cây clip nha, giáo cánh tròn anh chị. Cái này có củ đế. 26. Cao 80, ngang 80. Rồi, cây giáo cánh tròn clip mã số 52 anh chị. Rồi 1 triệu đồng ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại mong chị ủng hộ anh chị. Dạ. Rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha. Cây thì bo nó già có nụ hết trơn ha cô chú anh chị.